Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Thời tiết hanh khô của mùa đông đang làm cho làn da và đôi môi của bạn bị bong tróc, nứt nẻ và khô đi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách chăm sóc và nâng niu làn da và đôi môi của bạn để bạn có một mùa đông tuyệt vời nhé. Cách chăm sóc da mặt và đôi môi không bị bong tróc vào mùa hanh khô chăm sóc da mặt bằng cách rửa mặt bằng nước ấm nước ấm giúp giãn lỗ lô chân lông tạo khoảng không cho làn da được thử thư giãn sau một ngày làm việc vất vả tuy nhiên bạn không nên rửa mặt bằng nước quá nóng bởi nếu rửa bằng nước quá nóng lại gây mất độ ẩm cần thiết của da lấy đi lớp dầu tự nhiên trên da làn da của bạn sẽ trở nên khô và ngứa Hãy chú ý nhiệt độ nước chỉ nên để ở mức 35 độ C giúp làm sạch da tốt hơn mà không gây bất lợi đến sức khỏe của bạn. Chăm sóc da mặt với sữa rửa mặt cấp ẩm. Vào mùa khô, lượng dầu tiết ra không lớn để sử dụng những dòng sữa rửa mặt kiềm dầu mạnh. Việc lựa chọn sữa rửa mặt phù hợp với tình trạng da hiện tại đóng góp một bước rất quan trọng trong quá trình dưỡng ẩm cho da. Vào mùa đông, bạn hãy đầu tư cho mình một tuýp sữa rửa mặt dịu nhẹ, ít bọt, ít xà phòng và thành phần tốt nhất nên chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Các sản phẩm này không chỉ làm sạch hiệu quả mà còn rất tốt với làn da khô, giúp da mềm mượt hơn. Tuyệt đối không dùng những bánh xà bông tắm để rửa mặt hoặc sữa rửa mặt chứa nhiều xà phòng bởi lẽ nó có độ kiềm cao, làm da mất đi lớp màng giữ ẩm, từ đó da khô và dễ bị tổn thương. Không phải loại sữa rửa mặt nào cũng có thể chiều chuộng làn da vào mùa khô, nhất là da khô. Để tránh da bị khô quá mức, các bạn nên tránh những sữa rửa mặt tào bọt như dạng gel hay dạng form. Các loại này có tính hút ẩm cao, có thể khiến da khô và căng hơn. Sữa rửa mặt dạng sữa, dạng kem hay dạng bột mới là người bạn lý tưởng với mùa khô này. Vì chúng không có chức năng tào bọt, làm sạch sâu và giúp da được ẩm mượt. Bạn có thể lựa chọn các loại sữa rửa mặt có chứa glycerin và hyaluronic acid. Đây là hai chất có khả năng dưỡng ẩm và giữ ẩm cao hiện nay. Thoa nước hoa hồng sau mỗi lần rửa mặt hoặc tạo lớp màng dưỡng ẩm bằng serum dưỡng ẩm sâu. Đây là một thói quen cực kỳ tốt bạn cần duy trì không chỉ trong mùa đông mà mỗi ngày đều phải thực hiện để có được làn da khỏe mạnh, mềm mượt tự nhiên, lỗ chân lông xe khít và không bao giờ bị khô nước hoa hồng với thành phần được bào chế theo công thức đặc biệt có tác dụng cân bằng độ ẩm trên bề mặt da, tăng tiết dầu để bù đắp độ ẩm đã mất khi rửa mặt, làm mềm da khô và giúp da căng tràn sức sống. Đồng thời, nước hoa hồng cũng giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, lấy đi hết tất cả chất bẩn còn sót lại, ngăn ngừa nếp nhăn và thắt chặt lỗ chân lông. Hoặc sau khi rửa mặt, sử dụng xe dung để khóa ẩm và trả lại lớp dầu tự nhiên cho da. Đây là lớp dưỡng ẩm cơ bản mà bạn không thể bỏ qua. Tiếp theo, bạn cấp ẩm tuyệt đối cho da bằng các sản phẩm dưỡng ẩm vào ban đêm. Điều này giúp da bạn hấp thụ dưỡng chất sâu và lâu hơn. Xe dùng dưỡng ẩm giúp thẩm thấu vào các tế bào da, đảm bảo độ căng mỏng trên làn da, lấy lại sức sống cho làn da nhanh chóng. Đa số những sản phẩm xe dùng dưỡng da đều chứa các chất sinh học chống oxy hóa, các axit và các vitamin. Do vậy, sẽ dùng sẽ giúp chăm sóc da mặt của bạn chống chọi với khí hậu khô hanh trong mùa đông này. Trên hết, hãy coi việc dưỡng ẩm là một việc bắt buộc phải chú trọng và thực hiện đều đặn, nhất quán và thường xuyên. Chăm sóc da mặt bằng mặt nạ trong mùa hanh khô Mặt nạ cũng là một phương pháp hữu hiệu để cung cấp collagen, vitamin và đồ ẩm bổ sung cho da. Không những thế, một số loài mặt nạ còn có tác dụng loại bỏ các chất bẩn giúp da sạch và thoáng khí hơn. Cung cấp độ ẩm cho da từ trong ra ngoài. Cách đơn giản nhất khi vừa muốn chăm sóc da mặt vừa tốt cho sức khỏe chính là ăn các thực phẩm có hàm lượng nước cao có thể giúp da mỏng nước từ trong ra ngoài. Hay ăn nhiều dưa hấu, dưa đỏ, táo, cam, kiwi và nước ép trái cây từ cà chua, dưa chuột, bí xanh, cà rốt. Hãy chắc chắn rằng làn da đang được bổ sung đủ vitamin C và kẽm để hỗ trợ sản xuất collagen và elastin lành mạnh. Ngoài ra, tiêu thụ nhiều mỡ cá và hạt lanh để làm cho làn da của bạn trở nên mềm mại và mịn màng. Uống thật nhiều nước. Như các bạn đã biết, cơ thể chúng ta chiếm 60 đến 70% là nước. Nước là thứ tốt nhất giúp cho các hệ thống tuần hoàn bên trong cơ thể làm việc tốt hơn từ đó dẫn đến sự điều chỉnh bài tiết các chất dinh dưỡng thích hợp cho làn da cũng như cơ thể. Đây là cách chăm sóc da mặt cơ bản mà chúng ta dễ dàng thực hiện hàng ngày. Bên cạnh đó, uống nước giúp cơ thể sản sinh ra các tế bào mới mỗi ngày và giúp làn da của chúng ta tránh được các nguy cơ như mụn, khô da và các dấu hiệu lão hóa sớm. Lưu ý, uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Chia nhỏ lượng nước uống vì uống nhiều nước một lúc sẽ không tốt cho dạ dày. Trên đây là những cách dưỡng ẩm cơ bản mà các cô gái nên áp dụng theo để luôn giữ được làn da tươi trẻ, mịn màng và căng tràn sức sống. Đảm bảo sau khi áp dụng những bí quyết trên, các bạn sẽ có được làn da mềm mại tuyệt vời đấy. 7 cách dưỡng môi chuẩn vào mùa đông 1. Tẩy da chết và tạo hỗn hợp tự nhiên dưỡng môi Để đôi môi luôn căng mọng, không còn hiện tượng bong chóc thì việc nên làm đầu tiên chính là tẩy da chết bạn có thể tẩy da chết môi ngày cho môi bằng cách dùng bàn chải đánh răng mềm xoay tròn nhẹ nhàng trên môi. Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng cách trộn dầu dừa, mật ong và đường nâu để tạo thành hỗn hợp tẩy da chết cho môi. Bạn bôi hỗn hợp này lên môi, massage trong khoảng 1 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm làm 2 lần mỗi tuần hoặc trộn hỗn hợp đường nâu cùng dầu ô lưu sau đó trả nhẹ nhàng lên môi theo chuyển động vòng tròn và rửa sạch giúp tăng cường độ ẩm cho đôi môi bạn. Bạn có thể thực hiện 2 lần một tuần để đôi môi luôn mịn màng, tràn đầy sức sống. 2. Hạn chế tiếp xúc với sữa rửa mặt Nếu sản phẩm sữa rửa mặt của bạn chứa thành phần axit salicylic hoặc benzone, peroxide thì bạn nên chú ý thoa một lớp son dưỡng môi trước khi rửa mặt để đôi môi đỡ bị khô. 3. Luôn mang theo son dưỡng. Hãy coi son dưỡng như một vật bất ly thân khi ra ngoài trong mùa đông, son dưỡng sẽ giúp môi mềm, dễ bắt màu son và ngăn chặn những chất độc hại mà lớp son màu có thể để lại. Tuy nhiên, bạn cũng không nên dùng son dưỡng quá nhiều lần trong ngày, chúng có thể khiến lớp da môi quá mềm, dễ nứt nẻ và phản tác dụng dưỡng ẩm vốn có. 4. Chú ý chế độ dinh dưỡng. Thực phẩm cay, mặn có thể khiến môi bị khô và gây kích ứng. Bên cạnh việc lựa chọn chế độ dinh dưỡng thông minh, bạn có thể chọn các sản phẩm son dưỡng môi có hương vị tương tự thực phẩm mình yêu thích. 5. Bảo vệ đôi môi Những cơn gió lạnh cũng như thời tiết hanh hao sẽ lấy đi lớp bảo vệ trên đôi môi bạn và nhanh chóng làm chúng dễ bị khô, nứt nẻ. Bạn nhớ bảo vệ môi bằng một chiếc khăn ấm hoặc khẩu trang khi ra ngoài đường và sử dụng son dưỡng lót môi trước khi đánh son có màu rất cần thiết. Cách này giúp màu son của bạn lên mướt và mịn màng hơn. Đôi môi được dưỡng ẩm đầy đủ cũng giảm tình trạng khô, bóng chóc mà vẫn giữ được màu son lâu trôi. 6. Không liếm môi Khi thấy môi khô, nhiều chị em có thói quen liếm môi. Họ cho rằng nước bọt sẽ giúp môi mềm hơn. Trên thực tế, cách làm này chỉ khiến môi của bạn nứt nẻ nặng hơn, thậm chí bật máu, trong nước bọt có chứa enzyme, muối vô cơ, protein, amylase, một loại men tinh bột. Khi liếm môi, bạn đã phủ một lớp hồ mỏng từ chất amylase tiếp xúc với gió, độ ẩm thấp, nước trong dung dịch sẽ bay hơi, chỉ để lại chất này dính trên bề mặt. Chúng làm cho môi bị co lại, khô ráp hơn trước. 7. Dùng kem chống lão hóa quanh viền môi. Khi bước sang tuổi 25, da và môi bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa không còn căng mọng như xưa. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng này, bạn nên sử dụng kem chống lão hóa cho vùng da quanh viền môi. Vùng da mắt và viền môi có độ mỏng và nhạy cảm tương đương nhau, nên bạn có thể sử dụng cùng một loại kem dưỡng. Và cuối cùng cũng cần lưu ý là uống đủ nước. Môi không chứa các tuyến tạo dầu như da, vì vậy có thể bị khô và nứt nẻ dễ dàng. Khô môi cũng là một trong những dấu hiệu cơ thể bị mất nước. Bạn nên uống 6 đến 8 ly nước lọc mỗi ngày để cung cấp đủ độ ẩm cho da và môi. Các bạn nhớ lưu ý và làm đúng theo hướng dẫn để có một làn da và đôi môi tuyệt vời nhé. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, các bạn có thể để lại comment phía dưới. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của chúng tôi để có thể cập nhật những thông tin bổ ích về sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.